này sẽ đi thực tập ở rừng ở đây. Huấn luyện viên, các cậu cũng vừa về à? Đúng vậy, thật bác huynh. Sao môi rực rỡ này mang một hương vị khác trong lòng? Sao vậy huấn luyện viên? Thật bác huynh, cậu hôm nay có gì lạ không? Không có. Vậy sao cậu lại? Được. 100 triệu thì ở lại kết hôn sinh con. Tôi đã mất một chút không nói gì. Chị ơi, khi nào tôi có thể gặp người mua tôi? Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tôi không sợ sao? Cô ấy nhìn tôi trầm tư. Nói thêm một câu, chị đoán xem. Cần gì vậy? Tôi quay đầu nhìn, phát hiện tay anh ấy đây giấu canh. À tay trường lỡ làm rơi thôi. À tôi cũng lỡ tay thôi. Đây cầm 200 tệ mà đừng chuyện nào nhé. Bạn trai của Lưu Như Yên giận đến phát ra nằm đấm định đánh tôi. Ánh mắt bầu thương dã lập tức trở nên sắc lạnh. Anh nhanh chóng nắm chặt cánh tay hắn ta. Khuôn mặt anh căng thẳng, các cơ bắp nổi lên rõ ràng. Thả ra. Vương gia, Tần Dã lập tức đỡ lấy hắn. Tông chính thần, ngươi thế nào rồi? Người đàn ông ngã gục mềm nhũn vào lòng Tần Dã. Trong lúc mơ hồ, nghe thấy giọng nói quen thuộc của nữ tử, thấy nữ tử lo lắng ôm lấy hắn, miệng mở ra, cái là gì đó. Khoảnh khắc này, trái tim hắn như được lấp đầy bởi điều gì đó, ấm ấm của muốn hé miệng thì chỉ nghe nữ tử nói Tông chính thần, ngươi thế nào? Ngươi còn khỏe không? Ngươi đừng dọa ta, ngươi có sức giơ tay không? Hay là trước tiên viết cho ta giấy thư hôn đi. Nghe câu này, đột nhiên một hơi không hít vào được, cổ nghiêng một cái, trực tiếp ngoảnh đầu ngất xỉu. Nếu chị làm vậy thì em có chống đỡ được không? Tôi nhớ đừng đóng cửa nhé. Chẳng lẽ tôi nhớ đừng đóng cửa nhé. Ông, thằng em trai này khá ngoan đấy chứ. Hồ Hoàng Thái Hậu thúc giục anh ta giữ tiếng anh bề mặt, trong lòng lại nói còn không đẹp bằng anh họ. Có lựa chọn gì không? Hay là tôi cưới em họ đi? Em họ đang nhìn tôi, lại sao mặt anh ta lại đỏ lên? Có nóng quá không? Sau đó như hắn muốn, hắn đá tôi ra khỏi giường. Giúp yêu quái gầm thét, cút đi luyện binh của người. Cái gì còn có sức lực? Lỡ của tôi. Tôi đã trèo núi và nhét lời anh ấy vào miệng. Bạn đang lừa dối bạn. Vậy thì sao? Có muốn tôi bắt nạt không? Đứng lại thằng chó. Nếu tao đứng lại mà không bị phán cho nạt mặt thì tao đứng. Tao có bảo sẽ chém chết mày đâu. Thế mày bảo cái đéo gì? Tao chỉ bảo nếu mày yếu như con chó ghẻ thì cũng lên thất thôi. Biết ngay mà, đéo bao giờ tao đứng lại. Quang Đà, mày là thằng lồn nào tự nhiên xô ra như bò điên thế? Tao à, tao là thằng đè bẹp Kurosaki như con rắn dưới dép. Thật á? Vậy sao mày đéo chơi chung với tao đi? Mày lắm mồm như con vịt bị bẻ cổ vậy. Đủ rồi, chạy nhanh con mẹ mày lên. Tao sẽ tóm cổ đập nát sọ mày sớm thôi. I have a bad trip.